Gia đình không có ruộng đất nên anh Mai Thành Lữ học nghề lấy mật ong để mưu sinh. Mật ong tự nhiên ngày càng được nhiều người ưa chuộng nên công việc này cũng tạo ra thu nhập ổn định, giúp anh Lữ trang trải cuộc sống gia đình. Ong mật thường làm tổ trên những cây lâu năm, do đó cứ đến những khu vườn có nhiều cây to để tìm là có thể gặp tổ ong. Anh Lữ đi lấy mật ong theo kiểu đổi công. Khi tìm gặp tổ ong thì anh bỏ công ra lấy mật, rồi chia đôi số mật có được với chủ vườn. Làm nghề như anh Lữ, điều quan trọng là lấy được mật ong nhưng không làm hư tổ để sau này có thể lấy tiếp. Do đó, anh chỉ tạo khói để xua các con ong thợ rồi cắt lấy túi mật, chứ không dùng lửa hay các loại hóa chất khác làm tổn hại đến đàn ong. Do làm lâu năm và có nhiều kinh nghiệm nên việc lấy mật diễn ra nhanh chóng. Chỉ mất chừng 10 phút là anh Lữ đã lấy xong một tổ ong. Vào mùa nắng và những tháng giáp Tết, một tổ ong cho từ 3 đến 4 lít mật. Còn vào những tháng mùa mưa thì mật ong ít hơn và chất lượng cũng không bằng mùa nắng. Ong thì nó đóng cái kèo, nó phù ra bự vậy nè, mấy con cục mật bự, còn không phù thì ít mật. Với lúc này ít thì cái lúc vô vụ á, vô vụ vào cỡ tháng 10, tháng 1 nó lấy ngổ 2-3 lít, 4 lít. Thì thấy nghề này nó làm được, nó bắt trước nó làm theo. Ban đầu cũng bị quýnh gược, lặn với mương, với kinh trốn chết, rồi từ từ nó quen, hết sợ rồi. Không được đập nó thể gược. Phóng mương nó cũng quýnh luôn nữa. Nổi đầu lên là quýnh đó. Không đập nó là thôi, quýnh dít hay dít rồi. Theo kinh nghiệm của người trong nghề, nhìn tổ là có thể đoán được tổ ong hiền hay dữ. Tổ ong hiền thường đóng trên cây tràm bông vàng và làm kèo ở những cành cây thẳng. Còn tổ ong dữ thì đóng ở trên ngọn cây sơn trắng và đóng kèo đôi, kèo ba. Trước khi leo cây lấy mật, anh Lữ có thể đoán được đặc tính của tổ ong để có thể chuẩn bị trước cho mình. Ong mật có tập tính tách đàn. Nếu không lấy mật thì sau khi đóng tổ một vài tháng, ong cũng sẽ bỏ đi nơi khác. Do đó, việc lấy mật và sửa tổ định kỳ sẽ tạo được số lượng đàn phù hợp, giúp cho đàn ong đóng tổ lâu hơn. Lấy mình dưỡng lại để đợt sau lại lấy nữa, chứ lấy đi cạo hết trơn rồi, đợt sau đâu còn đâu để lấy. Chừa lại một số con non gì đó rồi nó ở rồi 10 bữa nửa tháng lại cắt nữa. Mật giả với mật thiệt á, thì nếu bà con muốn mà biết á, thì cách dễ nhất đâu phải không? Là mình mua mật, mình kêu nó gót vô cái chai gì đó, rồi mình lấy cái chiếc đũa hay cái cây gì dài đó, mình quậy cho nó đều hết trơn, cho nó trộn lộn đều đó. Rồi cái mình bỏ đổ vô cái muỗng phê nè, rồi mình bật bếp ra mình đốt. Miễn mà có đường thì đường nó khét trước, nó khét thơm mùi đường. Còn mật ong nó khét sau là nó thơm mùi mật ong, chứ nó không có trộn lộn, pha lộn với nhau được. Như đường ra đường là mật ong ra mật ong đó. Còn cách thứ hai nữa là mình cân ký. Nếu mà ổ ong non thì khoảng 1,3 kg. Còn mật mà để già mà nuôi mà lấy chia trong vườn tháng gửi đó, là mật thật sự nó tới 1,4 kg lận. Là mình căn ký là biết chắc loại à. Còn pha là nó dạng nó có 1,1 kg, 1,2 kg à. Mùa này anh đi tìm ong không chỉ là lấy mật, mà chủ yếu là sửa lại kèo ong để sau này tổ có mật nhiều hơn. Với người đi lấy mật ong, ngoài tính cẩn trọng, lòng gan dạ, còn phải có cái tâm mới gắn bó được với nghề. Khi đi lấy mật, phải biết giữ gìn và bảo quản để tổ ong không bỏ đi nơi khác. Công việc này cũng giống như những chú ong thợ cần mẫn, siêng năng đi tìm nhựa sống cho đàn.